Tôi mỗi khi gặp họ hàng kiểu. Thưa mẹ, con mới đi học về. Về rồi hả con? Nay nhà có khách á, vô chào hỏi đi. Dạ, con chào ông ạ. À? Trời ơi, mày khùng hả? Ông gì? Nói cháu mày đó. Vậy? Cái mặt dài chát vậy mà cháu con á hả? Thánh thần ơi. Thánh thần ơi, nhìn già vậy thôi chứ xếp theo dài vậy nó vẫn là cháu mày đó. Vậy chào tao đi mày. Dạ con à, chào dì Linh. Trời ơi, tao nhận tiếng dì của nó tao cảm thấy tao già đi chục tuổi á trời. Thôi thằng cháu mà đi chơi nha. Dì đi, dì thay đồ cái. Mày cực đầu với ai vậy hả? Mày không biết dạ thư với kỳ lớn á mày. Dạ dì Linh. Hổn riết quen à. Ủa con ai mà dễ thương vậy trời. À thánh thần ơi, ông mày đó. Tao còn phải gọi bằng cậu nữa chứ, chứ mày hổn hả? Gì? Trời ơi, bay ơi, nó hỉ mũi chưa sạch nó đòi làm ông nó kìa bay ơi, trời ơi là trời. Mày nói gì vậy mày? Mày biết chào tao chưa? Dạ, con chào ông nhỏ à. Nít răng.